Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2020. Trong đợt hàng Mỹ về kỳ này thì trước Tết mình có đặt một cái bộ camera hàng của Mỹ. Giá của nó khá là hợp lý cho nên mình muốn đặt về thử. Nguyên bộ này giá bán là 7.200.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển cũng như là không có công lắp đặt gì hết. Và cái này mình nghĩ là cũng rất là dễ dàng lắp đặt, cho nên mấy anh nào mình chuẩn bị mở cửa hàng mình có thể trang bị bộ này về mình lắp ráp rất là tiện dụng. Rồi giá bán 7.200.000 sẽ gồm có những cái gì? Anh chị nhìn thấy đây, nó có 4 cái camera. Và 4 camera này là chuẩn hình ảnh của nó là 1080p. Và con mắt lens của nó là 2.0 megapixel. Nó có cái đầu thu 8 kênh. Và trong đó nó có một ổ cứng 1000GB, tức là 1TB. Mình nói 1000GB thì cho cái dung lượng nó cao, mà hiện tại thì nó ra 1T, 2T rồi. 1TB. Đấy. Và đối với con mắt camera này, nó có cảnh báo những chuyển động, nó là Real Time Motion Alert. Thì mình đã từng xài một cái camera của Samsung, cái dòng cao cấp á, nó có cái phần motion này. Có thể mình kết nối đồng thời được 3 thiết bị. Đây nó mô tả có thể là coi trên laptop nè, tablet nè và cái điện thoại. Camera 1080p. 100 foot of night vision. Nếu mà nhìn buổi tối thì nhìn được độ xa là 100 foot. Một ổ cứng 1TB, tức là 1000GB. Ổ cứng cơ. 4 cái camera và một cái đã có 4 cái camera và một cái đầu thu 8 kênh chứa một cái ổ cứng 1TB. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui cái hộp này ra. Rồi, vậy là mình đã vừa cái đập hộp cái bộ camera giá 7.200.000. Thì đây chính là một cái camera trong bộ nè. Chúng ta sẽ thấy đây nó có những con mắt, những cái đèn led hồng ngoại để nhìn ban đêm. Một cái camera này những cái tiêu cự sao, và nó có thể xoay được, nó có thể chỉnh được những cái góc. Đây là cái dây kết nối. Đây, dây kết nối. Camera rất là nhỏ gọn mà nhìn rất là đẹp, hoành tráng luôn. Thì 4 cái, trong đó có 2 cái là chính nguồn tổng, còn 2 cái còn lại thì nó không xị nguồn. Nghĩa là một cái lấy nguồn chia đều cho những cái còn lại. Rồi một cái camera. Đó, đây là 4 cái. Sạc adapter. Sạc adapter nó cho mình cái hai củ, hai cái sạc luôn. Cái này nếu mà mình về mình nghiên cứu thì sẽ biết được. Một cái cho camera, một cái cho cái bộ ghi 8 cổng. Thì hai cái adapter mình đã xem qua thì nó đều sử dụng được hai nguồn, nguồn điện 100V cho đến 240V autovol. Output ra 12V 2A, cái này cũng là dòng cao,
12V 2A là dòng cao, made in China. Rồi đi theo bộ này, mình sẽ quan tâm tiếp là bốn cái camera thì nó cho sẵn mình bốn bộ dây nguồn rất là dài. Nội tiện dây này không thì đã hơn đỡ cho mình rất là nhiều cái tiền. Đây là bộ dây nguồn để cắm vô camera. Đó. Và ba cái này để cắm vô trong cái bộ ghi. Đây, bộ ghi. Cái bộ ghi này rất là nhỏ gọn. Đó. Đây là bộ ghi nguồn thu 8 cổng 1 2 3 4 5 6 7 8 video in. Audio out. Cái này thì nếu như mà mình có cái loa thì mình sẽ lấy cái cổng này ra. Audio in 1 2 3 4. Ủa, camera nó có thu cả mình không rõ nha. Nè. Nếu như mà anh chị có lắp đặt các micro ở từng cái vị trí camera thì chúng ta có thể cho nó vô những cái nguồn này để nó thu trong, để cho nó thu luôn trong cái ổ cứng và mình sẽ nghe được những cuộc nói chuyện hoặc là những cái sự việc diễn ra. Đây là cái cổng kết nối mạng nè, LAN USB. Đây là cái cổng nguồn. Đây là kết xuất hình ảnh ra TV HDMI. Đó, nó tặng cho mình con chuột luôn. Tặng cho mình con chuột. Đây là cái dây HDMI cho sẵn và cái dây LAN để chúng ta kết nối với cái modem. Rồi bây giờ mình giới thiệu xong anh chị về cái bộ camera gồm 4 cái nhập từ thị trường Mỹ về. Bộ đó gồm có cái đầu thu, trong đó có ổ cứng 1000GB, 4 cái camera, chuẩn hình ảnh là 1080p, con mắt lens là 2.0m, 4 cái bộ dây cho sẵn rất là dài. Giá bán là 7.2 triệu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và chỉ duy nhất có một bộ thôi. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Cái bộ này thì không bao gồm công lắp đặt nha, mình mua về mình tự lắp đặt. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.